Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm trước mình có làm một cái bài post ở trên cái trang ThaiTech Hội Quán á, thì mình có tạo một cái vote cho các bạn á. Thì mình đang hỏi anh em á, là ở trong cái hoàn cảnh là các bạn đang sử dụng màn hình đi, thì các bạn có quan tâm tới những cái màn hình mà hơn cái tần số quét 144Hz hay là không? Và cũng không ngoài dự đoán của mình á, mình thấy là có rất là nhiều bạn vẫn chỉ đang tích vào cái option đó, đó chính là các bạn chỉ đang sử dụng màn hình 144Hz và đã rất là hài lòng với nó rồi. Nhưng mà các bạn có thể thấy á, là thị trường ở ngay thời điểm hiện tại họ đang tung ra rất nhiều những cái sản phẩm màn hình có tần số quét cao hơn 144Hz và thậm chí là 240, 360 hay là 500Hz. Vậy thì những cái màn hình đó làm ra để làm gì? Và nó có khả năng bán ra cho thị trường hay là không? Hay là người tiêu dùng có liệu có chấp nhận nó hay là không? Vậy thì người ta làm ra cái màn hình như vậy để làm gì ta? Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về các cái lý do mà người tiêu dùng vẫn đang yêu thích sử dụng màn hình 144Hz. Cái lý do đầu tiên mà mình nghĩ là hiện tại người tiêu dùng vẫn đang khá là hài lòng với là màn hình 144Hz nha. Đó chính là do chúng ta đang chưa có nhu cầu sử dụng những cái màn hình cao hơn. Cái nhu cầu này thường nó sẽ đến từ cái trải nghiệm của chính các bạn, tức là nếu như các bạn đã và đang sử dụng màn hình 144Hz ha, và các bạn được sử dụng một cái màn hình có cái tần số quét cao hơn một cách rõ rệt và các bạn có thể cảm nhận được cái sự mượt mà của nó từ một cái tần số quét cao á, thì khi đó người ta mới có thể quay trở lại và thấy là cái màn 144Hz nó hơi chậm. Nhưng mà nếu như người tiêu dùng bình thường thì họ thấy là 144Hz nó cũng đã đủ nhanh rồi. Khi mà họ nâng cấp từ khoảng 60Hz lên 144Hz nó như một cái chân trời mới vậy đó. Và cũng kèm theo đó là khi mà người ta đi ra các cái showroom để mà trải nghiệm thì đa phần là các cái showroom bây giờ người ta cũng toàn là trưng bày màn hình từ 165Hz đổ lại thôi, và đa phần là 144. Và khi mà chúng ta trải nghiệm thử, chúng ta thấy là ok, 144Hz nó cũng như một cái tiêu chuẩn ngay thời điểm hiện tại, và các bạn cũng chưa có dịp để trải nghiệm những cái màn hình tần số quét cao hơn, thì các bạn vẫn thấy là 144Hz nó vẫn bình thường. Hay thậm chí là các bạn đi ra ngoài hàng quán net để mà chơi game, đúng không, các cái chuỗi hệ thống của iCafe hoặc là Cybercore, thì các bạn khi mà chơi game thì mình thấy là đa phần nha, mình thấy là các cái màn hình ở đó nó cũng đều là 144 hoặc là 165 thôi, nó đâu có những cái tần số quét cao hơn đâu. Cho nên các bạn khi mà chưa có trải nghiệm được một cái gì đó mà nó tuyệt vời hơn, nó tốt hơn, thì chắc chắn là chúng ta vẫn đang hài lòng ở cái mức tốt như thế này. Cái lý do thứ hai mình nghĩ là hiện tại cái option 144Hz vẫn còn đủ với anh em á, đó chính là bởi vì do khi chúng ta nói về cái bài toán về chi phí nha, thì thay vì đi giống như mình có làm review một cái con màn hình mang tên là Visionic XG2431 á, thì tần số quét của nó là 240Hz, thì đã đến với cái mốc là khoảng hơn 7 triệu như này á, các bạn sẽ không có quá mặn mà với một cái độ phân giải là Full HD, đúng không? Các bạn sẽ muốn là độ phân giải 2K nhưng tần số quét khoảng 144Hz, như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn cho anh em. Và cái nhu cầu là các bạn cần một cái tần số quét quá cao như khoảng là 240Hz mà ở mốc Full HD á, đôi khi các bạn sẽ thấy là nó không có quá tối ưu cho cái chuyện trải nghiệm nhìn của các bạn. Thì vì đa phần anh em mình không phải là dân hardcore FPS, đúng không? Anh em mình sẽ là chơi ở một cái mức là nó đủ mượt là ok rồi, và cái hiển thị hình ảnh nó phải đẹp. Thay vì là Full HD thì nó là 2K thì nó giải quyết được nhiều bài toán hơn. Cho nên là nếu như nói về cái câu chuyện giá tiền á, thì khoảng 7 triệu cho một cái màn hình có tần số quét cao đôi khi là không có hợp lý lắm. Và thêm một lý do nữa mà khiến cho chúng ta vẫn chưa có quá mặn mà với 240Hz hoặc là các cái tần số quét cao hơn đó chính là do cái cấu hình PC hiện thời của anh em mình nó không có đủ đáp ứng, đúng không? Tức là không phải là ai cũng có một cái cấu hình PC đủ tốt và đủ mạnh mẽ. Thậm chí là trên cái phần mà hardware property của chính cái nền tảng Steam gameplay á, thì các bạn vào trong đó các bạn sẽ thấy là top những cái con cạc đồ họa được sử dụng nhiều nhất nó vẫn đang là RTX 3060 đổ lại mà thôi, và đã đạt được một cái mốc mà FPS cao ở trong các cái game mà các bạn chơi á, thì chắc chắn là không phải ai cũng có ha. Cho nên là nếu như các bạn có đâu đó cái chi phí là khoảng 20 triệu đồng đi để các bạn build một cái PC, thì cấu hình đâu đó khoảng từ RTX 2060 là một cái mốc mà các bạn rất dễ thường thấy. Và nếu như mà đại đa số người dùng hiện thời chúng ta đang chưa có những cái cấu hình quá cao, thì một cái màn hình có tần số quét cao để làm gì? Vô trong game nó cũng có đủ FPS đâu. Cho nên là nếu như ở cái mốc 144Hz có vẻ như là nó hợp lý hơn cho cấu hình phần cứng của anh em. Vì đó là ba cái lý do chính mà mình nghĩ là hiện tại tại vì sao mà người tiêu dùng người ta vẫn chưa có mặn mà lắm với những cái màn hình có tần số quét cao. Tuy nhiên nha, với trải nghiệm cá nhân mình á, tại vì mình đã sử dụng quá nhiều màn hình rồi, mình có sử dụng những con màn hình từ khoảng 60Hz, 75Hz, 144Hz và 240Hz và thậm chí là 360Hz, thì mình thấy là thật sự nha, cái khoảng cách giữa 144Hz và 240Hz nó là rất rõ rệt. Tại vì khi mà các bạn trải nghiệm những cái con màn hình mà với cái mốc hơn 144Hz ha, thì đa phần nó đều là những cái tấm nền mang tên là Fast IPS. Và với chính cái tấm nền Fast IPS đó, những cái tốc độ điểm ảnh và cái tốc độ phản hồi của nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Và thậm chí là đối với con Visionic XG2431 mà mình đã từng review cho các bạn á, thì nó còn một cái chứng chỉ mang tên là Ghosted nữa kìa. Và nó giúp cho cái việc mà motion blur và được ghosting của anh em nó được cải thiện rất là nhiều. Cho nên đó là đương nhiên màn hình tần số quét cao ngay thời điểm hiện tại nó chưa phải là phù hợp nhất với tất cả mọi người. Tuy nhiên mình tin chắc là nếu như ba cái lý do vừa rồi mà nó được khắc phục dần dần theo thời gian, chẳng hạn như là đối với cấu hình PC trung bình của người tiêu dùng á, nó cao hơn nè, rồi chẳng hạn như là bạn đã từng trải nghiệm những cái màn hình với tần số quét cao hơn nè, hay thậm chí là cái mức chi phí của bạn bỏ ra, hoặc hay là thậm chí cái mức chi phí của những cái màn hình tần số quét cao á, càng ngày nó càng hạ thấp xuống á, thì đương nhiên á, là người tiêu dùng sẽ có nhiều cái lợi ích hơn.
hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video, và đây là bàn luận của mình về chính những màn hình tần số quét cao, tại sao ngay tại điểm hiện tại nó vẫn đang chưa thu hút được người tiêu dùng. Cảm ơn các bạn, và đừng quên là mình sẽ sống video vào lúc 19:30 hàng ngày. Nếu như các bạn có muốn mình chia sẻ thêm hay là bàn luận thêm về các chủ đề gì đó khác, các bạn có thể comment lại phía bên dưới, mình sẽ góp ý những cái góc nhìn của riêng cá nhân mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.